Thưa quý vị, quy định thời gian hiệu lực giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khác nhau giữa các địa phương đã gây ra những tác động không nhỏ đến việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Trước thực trạng này, thì Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đã phải kêu cứu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để có biện pháp tháo gỡ. VASEP cho rằng một số địa phương cho phép có hiệu lực trong vòng 7 ngày, một số địa phương thì lại là 3 ngày. Thậm chí tỉnh Bạc Liêu quy định chỉ trong 24 giờ đã gây ra rất nhiều những khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu. Trước vấn đề nêu trên, VASEP kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến gấp với Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Theo đó, cần thống nhất về thời gian cụ thể cho giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là có hiệu lực trong vòng 7 ngày. Thống nhất việc áp dụng thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thay vì xét nghiệm real-time PCR trong kiểm soát người từ nơi khác đến, bao gồm cả tài xế. Thực hiện test nhanh tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đối với các giấy đã hết hiệu lực nhằm giải quyết nhanh, tránh gây ách tắc giao thông và chất lượng hàng hóa. Ngoài ra, thì VASEP cũng đề nghị đưa tài xế vận chuyển hàng hóa vào danh sách ưu tiên được tiêm vaccine vào nhóm sớm nhất trong tháng 7 này ở tất cả các địa phương. Từ sáng nay 14 tháng 7, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện đóng cửa toàn bộ thành phố vào 0 giờ ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, đây là những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng bác bỏ. Thông tin sai lệch trên kêu gọi người dân tụ tập mua sắm, tích trữ hàng hóa có thể dẫn đến khan hiếm thực phẩm. Nhưng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố vẫn tiếp tục duy trì chống dịch theo chỉ thị 16. Và vì đại dịch COVID-19 chưa từng có trong tiền lệ nên dư luận dễ hoang mang, bị các đối tượng tung tin thất thiệt, dẫn dắt, làm ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch của cả thành phố. Chúng ta chưa có kinh nghiệm, chưa có tiền lệ về vấn đề phòng chống dịch như thế này. Do vậy trong những khoảnh khắc nhất định, có lúc chúng ta lúng túng, có lúc chúng ta chưa mạch lạc, có lúc chúng ta phối hợp chưa tốt, do đó nó cũng có những vấn đề này, vấn đề kia. Đối với các siêu thị lớn có kho dự trữ quầy kệ lớn, hàng hóa nhiều thì rất là khó có cái tình trạng mà thiếu hàng là quầy kệ ở trong hàng. Tuy nhiên là do cái kênh phân phối này nó không đáp ứng đủ yêu cầu thì chúng tôi đã phải huy động các cái cửa hàng tiện lợi là những cái cửa hàng mà rất là ít bán cái thực phẩm tươi sống để mà phục vụ thêm. Hiện tại, hệ thống cung ứng hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo nhu cầu của người dân. Lãnh đạo thành phố cũng kêu gọi người dân không nghe tin sai lệch và tích trữ hàng hóa, chấp hành, đảm bảo đúng các nguyên tắc phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến những ca F0 trong cộng đồng chưa được đưa đi cách ly điều trị, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận thành phố có chệch choạc trong khâu xử lý. Sự chậm trễ này sẽ sớm chấm dứt và cơ quan y tế cũng đã sẵn sàng các phương án cách ly F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng nhiều trường hợp được xác định F0 vẫn ở nhà và chưa được đưa đi điều trị. Có hay không hiện tượng này và đâu là nguyên nhân? Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi đã thẳng thắn xác nhận và chỉ ra vấn đề. Có hay không cái chuyện là F0 2 ngày chưa được đến nơi thu dung điều trị chắc là có. Cái này nó không phải là vướng ở cái chỗ chủ trương, không bị vướng ở chỗ quy trình, nhưng trên thực tế thao tác giải quyết từng việc như thế nó có những cái chệch choạc, thì cái này là nếu phản ánh được những địa chỉ cụ thể thì chúng ta điều chỉnh ngay thì nó sẽ giải quyết ngay được vấn đề đó. Cũng trong buổi họp báo này, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận có chậm trễ do áp lực số ca F0 tăng cao. Tuy nhiên sắp tới thành phố có 24 bệnh viện dã chiến với quy mô gần 45.000 giường bệnh nên vấn đề chậm xử lý F0 sẽ được giải quyết. Cho đến nay đã triển khai 19 bệnh viện so với một cái số dài bệnh viện trước đây và tiếp tục thiết lập thêm 5 bệnh viện nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được. Một số trường hợp tôi xin nhắc lại, một số trường hợp F0 đó, dù cho là bệnh nhân có chậm đi nữa nhưng mà đối với những trường hợp mà bệnh nhân có những cái triệu chứng thì chúng ta cũng ưu tiên để biết chứ không có để chậm trễ. Trước thực tế các ca F0 tăng cao trong cộng đồng, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị những phương án cách ly F0 không có triệu chứng tại nhà, ngay cả khi Bộ Y tế chưa yêu cầu.
Mọi phương án thực hiện đang được tham mưu Ban chỉ đạo của thành phố cũng như Bộ Y tế, trong đó có áp dụng công nghệ theo dõi. Căn cứ vào điều kiện thực tế thì chúng ta trước hết là phải đảm bảo những cái yếu tố đảm bảo cái an toàn cho người trong nhà, cho cộng đồng, nhưng mà đồng thời có những vấn đề mà chúng ta cảm thấy cần phải thay đổi thì sẽ đề xuất với thành phố. Và chúng tôi cũng đã triển khai rồi, đã phối hợp rồi với Sở Thông tin Truyền thông để ứng dụng một cái phần mềm để làm sao mà giám sát cái sự tuân thủ của người được cách ly. Bắt đầu từ tối 13 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về cách ly F0 tại nhà với hai nhóm đối tượng. Một là các bệnh nhân đã điều trị cách ly 10 ngày, xét nghiệm có tải lượng virus thấp, khả năng lây nhiễm giảm. Hai là các nhân viên y tế có kinh nghiệm theo dõi sức khỏe. Các trường hợp F0 này phải được giám sát của cơ quan y tế địa phương, tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng chống lây nhiễm. Bắt đầu từ 6 giờ sáng nay, 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào thủ đô Hà Nội chính thức hoạt động. Người dân từ các tỉnh thành qua chốt sẽ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Người từ vùng dịch trở về thì phải có giấy xét nghiệm âm tính. Đủ các điều kiện trên, tất cả mọi người đều được vào thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, xe khách mà đi tuyến Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội kia đã phải quay đầu bởi họ đã không trình báo được giấy xét nghiệm âm tính. Vì theo quy định của Bộ Y tế cũng như thủ đô Hà Nội thì tất cả 14 tỉnh thành hiện đang có dịch, nếu để vào được thủ đô, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, tài xế này đã không trình báo được giấy thông hành này, do vậy họ bắt buộc phải quay đầu. Theo lực lượng chức năng, Quảng Nam, nơi khởi hành của phương tiện này là địa phương được Bộ Y tế công bố là có dịch. Do vậy, kết quả xét nghiệm nhanh không được chấp thuận mà phải là xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Tuy nhiên, tài xế này đã không biết được việc đó. Thực ra không có thời gian để mình test chịu đấy. Anh ơi, bây giờ là công tác lái xe bây giờ mà đâu phải như bây giờ có cái này là test là không có thời gian rồi đó. 3 ngày tụi anh test lần, 3 ngày tụi anh test lần. Còn tài xế Tiến điều khiển xe từ Hà Nam đến Hà Nội. Khi kiểm tra đo thân nhiệt, anh có nhiệt độ cao hơn bình thường nên đã được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm nhanh ngay tại điểm chốt. Làm 20 phút thì để lấy mẫu xét nghiệm, chúng tôi cũng không lo ngại gì cái tí thời gian cả vì sức khỏe chung của cộng đồng. Với nhiệm vụ chủ trì tại các điểm chốt, lực lượng công an đã phối hợp cùng liên ngành kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ mang mầm bệnh vào thành phố, nhưng thủ tục được tiến hành nhanh chóng, không gây ùn tắc cũng như phiền toái cho người dân. Chúng ta cắm chốt nhưng mà không phải là chốt cứng, không phải là làm như là ngăn sông cắm chợ. Đảm bảo trong hoạt động hết sức linh hoạt và đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh vận tải, các hoạt động của những cái nhu cầu thiết yếu vẫn được bình thường. Quan trọng là qua quá trình chốt này chúng ta phải phát hiện và ngăn chặn các cái trường hợp mà có mầm bệnh đi vào Hà Nội. Trước đó vào ngày 8 tháng 7, Hà Nội đã dừng vận tải hành khách công cộng từ 14 tỉnh có dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Do vậy, các phương tiện ngày hôm nay đi qua đây chủ yếu là xe taxi, hợp đồng, xe tải, xe cá nhân của nhiều tỉnh, nhưng sẽ không có xe khách liên tỉnh của 14 tỉnh có dịch. Các điểm chốt hoạt động dựa trên nguyên tắc, tất cả mọi công dân đều được vào thủ đô nếu đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch. Kiểm tra, kiểm soát và giám sát cái sự di biến động của lực lượng lao động cũng như là đối với lực lượng hành khách, nhưng phải đảm bảo cái sự lưu thông, không làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh doanh và các cái hoạt động của các cái đơn vị vận tải nói chung. Để đi qua được mỗi điểm chốt, người dân phải thực hiện khai báo y tế, có thể tiến hành khai báo y tế online hoặc điền vào giấy. Với những trường hợp nghi ngờ, sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí ngay tại đây. Trường hợp người từ vùng dịch cần phải có giấy xét nghiệm âm tính, nếu không có sẽ không được vào Hà Nội.